Đồng Nai bắt khẩn cấp Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự nhận hối lộ, bà trùm ma túy và hai công an biến chất buôn bán ma túy. Sai phạm nào khiến ông Bùi Văn Cường phải rời ghế Tổng thư ký Quốc hội, bắt khẩn cấp Phó Chính án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng nhận hối lộ khủng? Củi mới vào lò bắt khẩn cấp Chủ tịch thị trấn sai phạm trong khai thác tài nguyên. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, tòa án là cơ quan cầm cân nảy mực, đại diện cho công lý, bởi những bản án xét xử là đại diện cho nhà nước có giá trị pháp lý cao nhất. Nơi đây không chỉ giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân, mà nó còn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển toàn diện. Do đó, một trong những vấn đề rất được quan tâm là công tác đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực nhạy cảm này. Mới đây, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng Bom và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận và đưa hối lộ. Cụ thể, ngày 26 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Đình Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng Bom, để điều tra về hành vi nhận hối lộ, đồng thời bắt khẩn cấp đối với ông Lê Công Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Sau khi thực hiện các lệnh bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với hai người này và đã thu giữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan để phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Theo thông tin ban đầu, trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được đơn tố cáo của một người dân ngụ thành phố Biên Hòa, tố cáo hành vi của ông Nguyễn Đình Thành. Vào cuộc điều tra, Công an xác định có dấu hiệu tội phạm nên đã tiến hành bắt khẩn cấp để phục vụ cho công tác điều tra. Bà trùm ma túy và hai công an biến chất buôn ma túy. Quý vị thân mến, lợi nhuận mà ma túy mang lại khiến cho tội phạm mở mắt như thiêu thân lao vào buôn bán, vận chuyển, cái chết trắng, gây hại cho bao gia đình, không chỉ khiến cho người nghiện thân tàn ma dại, tan cửa nát nhà. Tội phạm ma túy còn trang bị và sử dụng vũ khí, sẵn sàng liều chết để chống đối với lực lượng chức năng. Trong cuộc chiến này, không ít những cán bộ chiến sĩ công an, biên phòng đã đổ mồ hôi, máu, thậm chí cả tính mạng để góp phần mang lại bình yên cho nhân dân. Nhưng cũng có một vài đối tượng, một vài thành phần cán bộ biến chất lại tham gia vào đường dây buôn bán cái chất trắng nguy hiểm này. Trong vụ án ma túy Hương Mầu, buôn bán ma túy có sự tham gia đắc lực của hai công an biến chất, cụ thể là Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Minh Đức, cựu cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Long Biên, Nguyễn Thị Kim Hương hay còn gọi là Hương Mầu, cùng Nguyễn Thế Thành và 7 người vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4 điều 251 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, ma túy được Thành chuyển từ Lào về Việt Nam và Hương Mẩu là đầu mối bán lẻ ở trong nước. Tháng 4 năm 2019, Thành mua 30kg ma túy đá với giá 150 triệu đồng 1kg và 400 gói hồng phiến giá 3 triệu đồng 1kg chuyển từ Lào về Việt Nam. Hương giới thiệu có mối quan hệ rất tốt với cán bộ công an nên bán ma túy cho chị ta sẽ yên tâm. Người của Thành sau đó nhận ma túy từ cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, chuyển về một căn hộ chung cư ở đường Lĩnh Nam, Hà Nội. Ma túy được giấu trong một tủ gỗ và một máy hút bụi cỡ lớn để đi tiêu thụ. Được Hương nhờ đến trợ giúp, Hưng đã lái xe ô tô biển xanh loại 5 tạ của công an phường Đức Giang đến sảnh chung cư rồi chở ma túy đến nhà trọ của Hương ở ngõ 987 Ngô Gia Tự. Một ngày sau khi chuyển hàng thành công, Hương đã gọi Hưng đến giới thiệu với anh em để làm quen. Đây là cán bộ công an phường Đức Giang, là người đã sử dụng xe cảnh sát trật tự để chở ma túy. Khi nhận thấy hàng để ở nhà trọ không an toàn, Hương đã đề nghị và được Hưng đồng ý cho cất giấu tại gara ô tô phía sau nhà Hưng một thời gian. Từ đây, hàng được Hương và Đức lấy đi bán lẻ. Năm 2019, đàn em của Hương sau khi bị bắt quả tang đã phải đi cai nghiện bắt buộc. Hưng đã được lãnh đạo công an phường giao thực hiện việc này. Tuy nhiên, Hưng đã đưa con nghiện đi ăn uống cùng với Hương để nói chuyện trước khi đến cơ sở cai nghiện. Kết thúc đợt cai nghiện, Hưng lại đón người về chỗ của Hương để tiếp tục tham gia mua bán ma túy. Cơ quan tố tụng còn xác định Hưng có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi nhận 100 triệu đồng của Hương với hứa hẹn giúp một người trong đường dây hưởng án treo. Hưng đã tiêu hết tiền mà không lo được việc. Có lần Hưng đã nhận 50 triệu đồng để giúp Hương hỏi thông tin về một vụ án, xong đã tiêu hết.
Tuy nhiên, Hương không đòi lại mà coi đây là tiền chi cho Hưng đã bảo kê giúp sức trong việc mua bán ma túy. Với cựu công an Hà Minh Đức, Hương đã dẫn Đức đến gặp đồng bọn và giới thiệu đây là cán bộ đội ma túy công an quận Long Biên cho anh em biết mặt nhau, mục đích để có thêm niềm tin cho đồng bọn yên tâm buôn bán ma túy. Tháng 9 năm 2019, Đức được Hương thông báo có người ở trong nhóm bị công an quận Long Biên bắt khi đang đi giao ma túy. Đức trấn an Hương nói bằng kinh nghiệm công việc nên biết cơ quan điều tra sẽ khám xét các địa điểm liên quan. Từ đó, Đức hướng dẫn Hương phải dọn dẹp sạch ma túy đang giấu ở phòng trọ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định không chỉ cùng Hương bán ma túy ở Hà Nội, Đức còn nhiều lần trực tiếp vào Huế để bàn cách mua bán chất cấm với Thành. Nhiều chuyến hàng đã thành công có sự trợ giúp của Đức. Tháng 6 năm 2019, Thành có khách mua ma túy bị công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt, được Hương nhờ giải quyết, Đức yêu cầu đưa 400 triệu đồng để vào Huế lo việc. Sau chuyến đi, Đức báo đã lo xong và đề nghị Thành ở Hà Nội cho đến khi mọi sự êm xuôi. Một thời gian sau, Đức thừa nhận vào Huế không gặp, không đưa 400 triệu đồng cho ai. Tuy nhiên, Hương và Thành đã thống nhất không đòi lại 400 triệu đồng và coi đây là tiền chi cho Đức bảo kê mua bán ma túy. Cơ quan điều tra cho rằng có đủ cơ sở để khởi tố bổ sung hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản với số tiền 400 triệu đồng Đức đã nhận. Theo cáo trạng này, Thành có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc mua bán 136,8 kg ma túy trong nhiều lần, thu lợi bất chính 5 tỷ đồng. Hương mua bán 134 kg ma túy, thu lợi 4 tỷ đồng. Cựu cán bộ, công an, Hưng là người giúp sức bao che cho Hương và đồng bọn mua bán 37 kg ma túy, thu lợi 740 triệu đồng. Đức giúp sức bao che cho Hương mua bán 134,8 kg ma túy, thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng. Quý vị thân mến, công an là những người hiểu biết pháp luật, là những người trực tiếp đấu tranh phòng chống với tội phạm về ma túy mà lại tham gia vào đường dây buôn bán ma túy là những sai phạm không thể chấp nhận được. Cần có những bản án thật nghiêm khắc để minh trị những sai phạm nguy hiểm nêu trên. Sai phạm nào khiến ông Bùi Văn Cường phải rời ghế Tổng Thư ký Quốc hội? Quý vị thân mến, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, nếu bản thân đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi thì tốt nhất là xin thôi. Thực tế ta đã xử lý rồi, đó là nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường cho mà tiến bộ, đâu phải cứ cốt xử nặng. Hiện nay, việc này đã tạo ra sức răn đe cảm hóa rất lớn, đi vào nề nếp ở các cấp, các ngành. Đã không xứng đáng thì thôi từ chức đi, đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình, rút lui trong danh dự là tốt nhất. Mới đây, ông Bùi Văn Cường thôi giữ các chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15. Cụ thể, vào chiều ngày 25 tháng 10, Văn phòng Quốc hội đã phát đi thông cáo báo chí cho hay, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 157/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Bùi Văn Cường. Ông Bùi Văn Cường thôi giữ các chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 và nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Ông Bùi Văn Cường sinh ngày 18 tháng 6 năm 1965 là một chính trị gia người Việt Nam, nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Thư ký Quốc hội kiêm chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Không chỉ là đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp 13, 14, 15, ông còn từng là Bí thư tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới kiêm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đầu năm 2021, ông tiếp tục trở thành Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đến tháng 4 năm 2021, ông được Quốc hội Việt Nam bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội kiêm chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, vị trí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 do Nguyễn Đình Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đảm nhiệm. Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2021, lễ trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội và bàn giao công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã được diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội. Trong buổi lễ này, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt đã trao quyết định chỉ định Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 cho Tổng Thư ký Quốc hội kiêm chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Đến ngày 25 tháng 10 năm 2024, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội của ông Bùi Văn Cường để ông nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân.
Ông cũng là một trong những chính trị gia từng bị tố cáo đạo văn. Cụ thể, vào khoảng tháng 3 năm 2020, một giáo viên thể dục của trường tiểu học dân lập Nguyễn Khuyến Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là ông Hoàng Minh Tuấn đã gửi đơn tố cáo lên Ban Tổ chức Trung ương cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Trung ương, cáo buộc ông Bùi Văn Cường đạo luận văn tiến sĩ. Đến ngày 14 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã ra văn bản chính thức kết luận về việc tố cáo luận văn tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường đạo văn là hoàn toàn không có cơ sở. Mặc dù đã nhận được kết luận về việc thẩm tra cũng như viết cam kết không tiếp tục vu khống, nhưng ông Hoàng Minh Tuấn vẫn tiếp tục gửi đơn về nhiều đơn vị. Ông Tuấn đã bị bắt vì tội vu khống. Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi mở rộng điều tra, một giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng là Phạm Đình Quý cũng đã bị bắt vào tháng 9 vì xúi giục bàn bạc và thuê tiền để ông Tuấn vu khống. Trước đó, vào tháng 8 năm 2020, tạp chí Môi trường và Xã hội đã đăng tải một bài viết của ông Phạm Đình Quý cáo buộc ông Bùi Văn Cường đạo luận án tiến sĩ gian dối học thuật để trèo cao nhằm mục đích không trong sáng, gây bất bình trong nhân dân. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, tạp chí này đã bị Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt 50 triệu đồng và thu hồi giấy phép 2 tháng vì có hành vi vi phạm thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Tạp chí này cũng bị yêu cầu phải cải chính, xin lỗi theo quy định. Đến ngày 2 tháng 10 năm 2020, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đình Quý để điều tra về hành vi vu khống được quy định trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Một tuần sau, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra kết luận chính thức rằng ông Bùi Văn Cường không có hành vi đạo văn trong luận án tiến sĩ như nội dung tố cáo trước đó. Quý vị thân mến, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, cán bộ nhất là khi có quyền, có chức, dễ lợi dụng để chấm mút, đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân, cấu kết với nhau nhằm tham nhũng tiêu cực hư hỏng, làm cho đảng mất uy tín, làm cho nhà nước mất uy tín. Nếu bản thân đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi thì tốt nhất là xin thôi. Thực tế ta đã xử lý rồi, đó là nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường cho mà tiến bộ, đâu phải cứ cốt xử nặng. Hiện nay, việc này đã tạo ra sức răn đe cảm hóa rất lớn, đi vào nề nếp ở các cấp, các ngành. Đã không xứng đáng thì thôi từ chức đi, đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình, rút lui trong danh dự là tốt nhất. Bắt khẩn cấp Phó Chính án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng nhận hối lộ khủng. Quý vị thân mến, tình trạng tham nhũng xảy ra ngay trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng, các cơ quan bảo vệ pháp luật đang có dấu hiệu gia tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả đấu tranh phòng chống với tham nhũng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đây thật sự là một bức tranh rất đáng buồn nhưng không thể nói là bất ngờ về những người cầm cân nảy mực của công lý. Có lẽ họ đã quên mất rằng chức vụ của họ không phải là một công cụ để thu lợi cá nhân mà là trách nhiệm nặng nề được giao phó bởi nhân dân, bởi nhà nước. Những người lẽ ra phải bảo vệ công lý và sự thật lại biến tòa án thành một nơi tham nhũng. Mới đây, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với ông Phạm Việt Cường, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cụ thể, Phó Chánh án Phạm Việt Cường, 50 tuổi, bị bắt vào cuối tuần qua. Sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Cường ở Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Đà Nẵng. Trước đó, ông Cường là tránh Tòa án Hình sự của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng. Đến tháng 4 năm 2023, ông Cường được bổ nhiệm là chức Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng. Cũng liên quan đến tòa án này, hồi tháng 8 vừa qua, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã bắt giam bà Nguyễn Thị Nga, 42 tuổi, Phó trưởng phòng Giám đốc Kiểm tra về Dân sự Lao động Kinh doanh Thương mại Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi môi giới hối lộ theo Điều 365 Bộ Luật Hình sự. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, với tính chất mức độ hậu quả của tội phạm trong lĩnh vực tư pháp là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến quyền con người, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đến sự nghiêm minh của pháp luật. Tham nhũng trong hoạt động tư pháp có thể xuất hiện ở bất cứ giai đoạn nào của hoạt động tố tụng.
Củi mới vào lò bắt khẩn cấp chủ tịch thị trấn sai phạm trong khai thác tài nguyên. Quý vị thân mến, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí chưa có chuyển biến rõ rệt. Việc phát hiện xử lý tham nhũng lãng phí vẫn còn nhiều hạn chế. Tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp, ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Để thực hiện thành công được chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực thì các cơ quan chức năng cần tập trung, tăng cường công tác phối hợp chủ động và quyết liệt xử lý các vướng mắc trong giám định, định giá, cung cấp tài liệu của các cơ quan trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo. Mới đây liên quan đến vụ chủ tịch một thị trấn ở tỉnh Đắk Lắk bị điều tra về hành vi lạm quyền trong quá trình thi hành công tác, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố thêm 2 bị can. Ngày 24 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đình Trung, 32 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đình Trung và Phạm Văn Tịch, 57 tuổi, bố Trung, cùng trú ở phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung và ông Tịch đều bị điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên quy định tại khoản 2 điều 227 Bộ luật hình sự. Theo điều tra ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đình Trung không có giấy phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, Trung và Tịch vẫn thực hiện hành vi khai thác 701,158 mét khối đá granite trái phép, giá trị hơn 1,9 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc này, Viện Kiểm sát Nhân dân Đắk Lắk cũng đã ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phan Đình Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mrak, huyện Mrak, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Cúc đã có hành vi ký ban hành công văn số 41 ngày 13 tháng 3 năm 2024, đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, TM và DV Trường Hải Đắk Lắk thi công gỡ đá phần lề đường là vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã làm trái công vụ. Từ đó, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đình Trung đã tiến hành khai thác trái phép số đá granite nói trên. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nữ sát nhân máu lạnh đầu độc bạn trai rồi chở xác đi phi tang. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua liên tiếp các vụ án xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn xích mích giữa những người thân trong gia đình, dẫn đến nhiều trường hợp thương vong. Thượng tá tiến sĩ tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng đây là báo hiệu những điều bất thường trong xã hội, mà nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc này là sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của chính các đối tượng gây án. Đây chính là thủ phạm giấu mặt đứng sau chi phối ý định phạm tội và kế hoạch cũng như quyết tâm thực hiện tội phạm. Mới đây liên quan đến vụ ô tô lao xuống vực sâu ở Lâm Đồng, từ những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra đã xác định đây không đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn giao thông nên triển khai các bước khám nghiệm điều tra, từ đó hé lộ nghi án giết người gây chấn động dư luận. Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, chiều 21 tháng 10 nhận được tin báo từ người dân có ô tô rơi xuống vực trên đèo Bảo Lộc. Công an thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với các lực lượng công an tỉnh lập tức triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai nạn nhân lên khỏi vực sâu, trong đó có ông V, 39 tuổi, trú ở thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong, và bà Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp bị thương nhẹ. Sau khi tiếp cận hiện trường, cơ quan điều tra đã xác định không đơn thuần đây chỉ là một vụ tai nạn xe nên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng thời triển khai các bước khám nghiệm để điều tra. Tiếp cận hiện trường khi trời đã tối, đến sáng ngày 22 tháng 10, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và xác định vị trí xảy ra tai nạn, đường thẳng dốc xuống, thông thoáng, êm thuận, hệ thống biển báo đầy đủ, không có hộ lan mềm. Khu vực xảy ra tai nạn có nhiều cỏ dại và bụi cây. Đáng chú ý, chiếc ô tô hiệu Honda HRV biển kiểm soát 51L32010 mới đăng ký lần đầu vào ngày 9 tháng 9, hạn đăng kiểm tới ngày 8 tháng 9 năm 2027. Trưa cùng ngày, ngày 22 tháng 10, chiếc ô tô cũng đã được cẩu lên khỏi khu vực sâu và đưa về Công an thành phố Bảo Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định ông V tử vong do bị đầu độc. Cùng với công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các điều tra viên đã đấu tranh lấy lời khai ban đầu của Trần Nguyễn Thu Trang cùng với những chứng cứ mà lực lượng công an thu thập được. Người phụ nữ này đã khai nhận đây không phải là vụ tai nạn giao thông mà là do đối tượng chủ động thực hiện nhằm che đậy hành vi phạm tội khác.
Trang khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã lên mạng xã hội tìm mua cyanua với mục đích đầu độc ông V. Chiều ngày 20 tháng 10, Trang đã đầu độc ông V bằng cyanua khi cả hai di chuyển bằng ô tô mang biển kiểm soát 51L32010 từ tỉnh Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Trang đưa thi thể của ông V về nhà trọ của mình ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh để giấu. Đến trưa ngày 21 tháng 10, Trang đã chở thi thể của ông V đến km 104+440 trên đèo Bảo Lộc thuộc địa bàn xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, rồi lao ô tô cùng thi thể nạn nhân xuống vực sâu hướng thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Quý vị thân mến, những vụ án trên cũng là hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta về cách xử lý giải quyết những mâu thuẫn, khúc mắc gia đình khéo léo, đúng mực. Bạo lực gia đình không chỉ gây tổn hại cho người trực tiếp hứng chịu mà còn tác động tiêu cực đến những người xung quanh và gây rối loạn trật tự, an toàn xã hội. Quý vị thân mến, khi nhắc đến người dân Thủ Thiêm, không ai là không khỏi đau xót khi chứng kiến cảnh họ bị đẩy ra đường, sống cảnh không nhà, không cửa, chống quan tham, cuộc chiến không khoan nhượng. Những ngày gần đây, đất nước đã chứng kiến việc thay đổi nhân sự thuộc Bộ Chính trị khi có liên quan đến những sai phạm và cũng có rất nhiều những đại án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý, không có vùng cấm, kể cả đối với các cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức hay cán bộ đã nghỉ hưu. Mới đây, ngày 16 tháng 5 đã có quyết định chính thức của Bộ Chính trị về việc cho ông Lê Thanh Hải bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị Trung ương cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Hải được đưa ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13 theo thông cáo chiều ngày 16 tháng 5. Hai ngày trước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá ông Lê Thanh Hải cùng các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các ông cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố. Những vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại thất thoát rất lớn tiền và tài sản của nhà nước. Để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Ông Lê Thanh Hải năm nay 74 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11, Ủy viên Trung ương 3 khóa 9, 10, 11. Sự nghiệp của ông gắn liền với thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều vị trí lãnh đạo như Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy hai nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015. Tháng 3 năm 2020, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015 do chịu trách nhiệm về những vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Có rất nhiều nguồn tin cho rằng khối tài sản của ông Lê Thanh Hải còn nhiều hơn cả những tỷ phú của Việt Nam, chẳng hạn như tỷ phú Phạm Nhật Vượng hay bà Lê Thị Phương Thảo, Vietjet. Sau khi bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng thì việc khởi tố ông Lê Thanh Hải là việc một sớm một chiều. Chúng tôi và cả quý vị hãy cùng chờ đợi những thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng. Và qua câu chuyện này cũng khẳng định lại một lần nữa là không có chuyện hạ cánh an toàn. Khi chúng tôi tổng hợp chương trình này cũng thấy rất vui và mừng cho người dân Thủ Thiêm vì sau bao nhiêu uất ức đã bỏ ra máu và nước mắt, cuối cùng công lý luôn luôn được xiển dương. Và vui hơn nữa vì cuộc chiến chống giặc nội xâm của Đảng và Nhà nước tiếp tục giành thắng lợi. Với tinh thần không có giới hạn, không có vùng cấm, thời gian qua rất nhiều các vụ việc sai phạm đã và đang được đưa ra ánh sáng. Nhiều cán bộ, đảng viên kể cả đương chức hay đã về hưu đều bị xử lý kỷ luật, bị truy tố. Chẳng hạn như nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã bị kỷ luật rất nặng sau khi nghỉ hưu. Nói theo ngôn ngữ dân gian, đó là những cuộc hạ cánh không an toàn. Hạ cánh an toàn là những thành ngữ được sử dụng để chỉ cho quan chức về hưu. Đã có không ít người cho rằng không cần và không nên xử lý những người không còn vai vế, quyền lực trong bộ máy. Chính điều đó đã tạo nên những tâm lý thu vén cá nhân, coi nhẹ đạo lý, luật pháp. Cũng chính điều đó tạo ra sự bất công, dung dưỡng cho những sai phạm mà hậu quả của nó cả chục năm sau còn chưa gỡ xong. Chính vì thế mà những cuộc hạ cánh không an toàn này sẽ là lời cảnh tỉnh cho những cán bộ đang đương chức, đương nhiệm.
Những quan chức nhận hối lộ và thói ăn chơi xa xỉ chưa từng có ở Việt Nam. Quý vị thân mến, nghĩ đến những thú ăn chơi xa xỉ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những đại gia, thiếu gia giàu có. Tuy nhiên, có một số quan chức biến chất tại Việt Nam cũng chẳng kém cạnh những cậu ấm cô chiêu thiếu gia giàu có về thú ăn chơi xa xỉ. Vậy cụ thể những thú ăn chơi xa đọa đó là gì? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất, đó là Trung tướng Phan Văn Vĩnh và những cuộc nhậu xa xỉ. Nguyễn Văn Dương khai đã biếu cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đồng hồ Rolex 7.000 đô và 27 tỷ đồng và biếu cho cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng và nhiều món quà giá trị khác. Cụ thể, đối tượng này mang rượu và hơn 10 tỷ đến cho Tổng cục Cảnh sát tiếp khách. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc được hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet nên có được rất nhiều nguồn thu từ việc làm trên. Dương đã cho Phan Văn Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đô và 27 tỷ đồng, 1 triệu 750.000 đô, một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan. Ngoài cho ông Vĩnh, Dương còn khai cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng và một phần mềm diệt virus trị giá 30.000 đô. Đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, Dương khai đã cho cựu cục trưởng C50 22 tỷ đồng. Ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Trong thời gian cho C50 hợp tác với công ty CNC của Dương, ông Vĩnh thừa nhận được Dương cho một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong chương trình giao lưu làm từ thiện 1,1 tỷ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát mà Dương có mặt. Thứ hai, Trịnh Xuân Thanh với những chiếc đồng hồ hàng triệu đô. Trịnh Xuân Thanh không chỉ nổi tiếng theo một cách nào đó về những việc ăn tàn phá hại khi ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, về vụ việc trốn chạy sang Đức và những phát ngôn bất thường trước tòa. Trong giới doanh nghiệp, Thanh từ lâu đã khét tiếng với những món đồ, cách ăn chơi xa xỉ của mình. Phó Tổng Giám đốc một tập đoàn tư nhân thuộc loại hàng đầu ở Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội, có quy mô tổng tài sản lên đến hàng tỷ đô. Trong một lần nói chuyện với người viết bài này, khi nhắc tới Trịnh Xuân Thanh cũng phải lắc đầu, ông này kể. Có lần ngồi trong một buổi làm việc với Bộ Công Thương, có mặt của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Thanh Loe, tên do nhiều người quen gọi Trịnh Xuân Thanh như vậy, do tính hay khoe khoang bốc đồng của Thanh. Trông thấy mình đeo đồng hồ, chỉ tay bảo, mày đeo cái này, một chiếc Patek Philippe, làm đếch gì, cái này đưa cho bọn lái xe đeo. Ông này cho biết ông cảm thấy choáng vì chiếc đồng hồ mình đeo cũng là một sản phẩm rất đắt tiền có giá lên đến 78.000 đô, tương đương với 1,8 tỷ đồng, là một chiếc đồng hồ ở Việt Nam ai đeo nó đã thể hiện được đẳng cấp. Nhưng ông còn choáng hơn khi Trịnh Xuân Thanh cởi chiếc đồng hồ của mình cho xem, đó là chiếc Patek Philippe Kaimon Tourbillon 600 Higer. Đây là phiên bản đặc biệt với vỏ bọc làm từ vàng trắng và những họa tiết điêu khắc chạm trổ tinh vi hoàn toàn thủ công. Và ở thời điểm Thanh khoe với ông này năm 2015, nó đã có giá ở mức 1,7 triệu đô, tức là khoảng 39 tỷ đồng, tính theo giá hiện thời. Không chỉ có một chiếc đồng hồ mà giá trị của nó bằng gia tài rất lớn đối với đa số rất nhiều người bình thường khác cộng lại, mà có cả một bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền với các hãng khác nhau. Và không chỉ có thú chơi đồng hồ, Thanh luôn đi đầu trong các trò ăn chơi giải trí khác. Như Dân Trí đã có rất nhiều bài phản ánh Thanh có một biệt thự rất đẹp có giá khoảng 100 tỷ đồng trên đỉnh núi Tam Đảo. Mặc dù ban đầu về giấy tờ, tòa biệt thự này trên giấy tờ sẽ thuộc về sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới, bố đẻ của Thanh, đứng tên chủ tịch. Hiện đã bán cho người khác, nhưng cơ quan cảnh sát điều tra đã kết luận Thanh đã mua biệt thự này bằng tiền Thanh ép buộc thuộc cấp rút ruột dự án PVTech, dự án 7.000 tỷ đồng bị thua lỗ trong tình trạng gần phá sản. Hiện biệt thự này đã bị phong tỏa mọi giao dịch theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra. Ở chính biệt thự này, người dân Tam Đảo cũng quen gọi tòa nhà dầu khí hay còn gọi là biệt thự Mai Chi, diễn ra liên miên các cuộc ăn chơi cuối tuần do Thanh tổ chức. Người dân Tam Đảo kể lại, cuối tuần Thanh thường mời bạn bè, quan chức của Thanh đến lên sân golf Tam Đảo, chơi golf cả buổi rồi về biệt thự này ăn nhậu. Một người bạn của Thanh cũng cho biết đã từng tham gia với món nhậu của Thanh thường khoái đặt là thủy quái sông Đà, dạng cá trê, cá ngạch nặng từ 10 đến 20 kg.
Cứ cuối tuần thường có cả đoàn xe biển xanh nối đuôi nhau vào biệt thự nhà ông ấy, một người dân ở thị trấn kể lại với phóng viên Dân Trí. Ngoài biệt thự trên, Thanh còn có hàng loạt các biệt thự, nhà ở có giá trị khác mà cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên phong tỏa tài sản. Ví dụ như biệt thự của gia đình Trịnh Xuân Thanh ở một khu đô thị lớn Hà Nội, căn hộ ở đường Trần Phú, đường gần bờ biển thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, một xe ô tô Mazda CX-5 và nhiều tài sản lớn khác chưa được công bố. Ngoài tài sản nhà đất, Thanh cũng sở hữu lớn cổ phiếu ở nhiều doanh nghiệp. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã rà soát phong tỏa tổng số hơn 50,8 nghìn cổ phiếu do Trịnh Xuân Thanh đứng tên và hơn 17 nghìn cổ phiếu khác do vợ Thanh đứng tên. Với khối tài sản rất lớn như vậy, việc Trịnh Xuân Thanh sở hữu chiếc đồng hồ có giá trị tới gần 40 tỷ đồng cũng là điều dễ hiểu. Thứ ba, ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Ông Trần Đình Thành là cựu bí thư tỉnh Đồng Nai bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về việc điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và công ty AIC. Vợ chồng vị cựu bí thư tỉnh ủy này được cho là chủ sở hữu khu đất rộng hàng nghìn mét vuông với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa. Ông Trần Đình Thành, 67 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đại biểu Quốc hội khóa 11, bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, hơn 2 nhiệm kỳ từ năm 2004 đến năm 2015. Trước khi giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy, ông Trần Đình Thành từng giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Tại Đồng Nai, ông Trần Đình Thành nổi tiếng hơn trong giới cây cảnh. Vợ chồng cựu bí thư tỉnh Đồng Nai sở hữu khu đất rộng hàng ngàn mét vuông với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa. Bên trong khu vườn rộng lớn này có các công trình xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản và là nơi trưng bày nhiều loại cây bonsai, cây cảnh giá trị. Khu đất này bao gồm hai thửa đất. Thửa thứ nhất có diện tích 4,3 nghìn mét vuông đã được dựng hoàn chỉnh và đặt cây cảnh. Liên kề thửa đất thứ nhất là thửa thứ hai có diện tích 2,1 nghìn mét vuông được che chắn khá kín đáo với hàng tôn quây kín, bên ngoài che chắn bức tường rào đang xây bên trong. Thửa đất này do vợ ông Thành đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những chuyên gia chơi cây cảnh thì với số lượng cây trong vườn như vậy và xét về độ quý hiếm thì phải đánh giá là vài chục tỷ đồng trở lên, cho thấy được thú vui chơi quá xa xỉ của bí thư tỉnh ủy Đồng Nai như thế nào. Thứ tư, Bùi Tiến Dũng, tổng giám đốc PMO18, nhân vật chính trong vụ tham nhũng PMO18 gây chấn động dư luận Việt Nam trước Đại hội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho tới thời điểm này, theo xác minh ban đầu thì khối tài sản nổi của Bùi Tiến Dũng là 5 ngôi nhà, trong đó ngoài ngôi nhà 5 tầng ở đường Trường Chinh, 4 ngôi nhà còn lại đều đứng tên người khác. Đó là các biệt thự ở 68 Phạm Huy Thông, đây là tòa biệt thự 5 tầng mặt tiền nhìn ra Hồ Ngọc Khánh với mặt bằng rộng hơn 100m2 được xây dựng rất hoành tráng với thiết bị nội thất đắt tiền, thậm chí chỉ một toilet với bể sục tắm hơi massage đã có giá tới hàng trăm triệu đồng mà Bùi Tiến Dũng dùng để tiếp đãi khách thân quen. Số tiền mà Bùi Tiến Dũng đổ vào cờ bạc được xác định là lên tới 7 triệu đô, cộng toàn bộ số tiền đánh bạc từ năm 2001 và đánh thông qua 10 đầu mối khác nhau. Đây là cách để tránh rủi ro, trong đó Dũng đã đổ vào đầu mối Bùi Quang Hưng 1,8 triệu đô. Trên đây là những thú vui xa xỉ của quan chức Việt, đến đại gia cũng phải chào thua. Những đại án nhận hối lộ của quan chức vì đất vàng. Quý vị thân mến, nhiều cựu quan chức, lãnh đạo, quan tham, vơ vét, đục khoét của dân, của nước đã thâu tóm đất đai, làm giàu bất chính, đã bị khởi tố, điều tra, xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Hàng loạt các vụ đại án tham nhũng đất đai gây thất thoát, lãng phí số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục nghìn tỷ đồng đã được làm rõ, xử lý, khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các đối tượng đã bất chấp pháp luật, liều lĩnh, câu kết, bắt tay nhau thành nhóm, tạo thành những liên minh bảo kê cho các doanh nghiệp sân sau, thâu tóm đất công, biến đất công thành đất tư để trục lợi, gây thất thoát tài sản của nhà nước. Qua hàng loạt những vụ đại án tham nhũng, những xét xử, các quan chức tham nhũng vì đất cho thấy tất cả các phi vụ thâu tóm đất công, nếu không có sự tiếp tay của một số quan chức lãnh đạo thoái hóa, biến chất, thì những hành vì sai phạm không thể thực hiện được. Phát biểu tại khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, chúng ta đều đã biết đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Tôi đã nhiều lần nhắc lại câu nói này của các Marx rằng, lao động là cha, đất đai là mẹ, là của cải vật chất. Nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất.
mất tất cả tình nghĩa cha con, anh em vì đất. Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới hơn 70% số vụ tố cáo khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai. Điểm qua những đại án thứ nhất liên quan đến Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng gây thiệt hại 2.700 tỷ đồng liên quan đến tập đoàn Sapeco. Viện Kiểm sát đã đề nghị ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, từ 10 đến 11 năm tù. Ông Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương, 7-8 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đối với nhóm bị cáo vi phạm các quy định về quản lý đất đai như ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị đề nghị 5-6 năm tù. Ông Lâm Nguyên Khôi, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, 4-5 năm tù. Ông Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, từ 4 đến 5 năm tù. Nguyễn Lan Châu, nguyên chuyên viên Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, từ 2 đến 3 năm tù. Các bị cáo Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Lê Quang Minh, nguyên Trưởng phòng Phát triển hạ tầng Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Trương, nguyên Trưởng phòng Đô thị Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trương Văn Út, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, cùng bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, hầu hết tất cả các bị cáo đều là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành, cán bộ chủ chốt của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đều có trình độ chuyên môn và hiểu biết trong lĩnh vực công tác. Vì những động cơ khác nhau, các bị cáo đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, từ đó chuyển dịch quyền quản lý sử dụng đất nêu trên là tài sản của nhà nước sang tài sản tư nhân, gây thiệt hại thất thoát số tiền hơn 2.700 tỷ đồng, gây bức xúc trong xã hội và suy giảm niềm tin của nhân dân. Từ những năm 2011, năm 2012, chính phủ đã có các nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, tổng công ty nhà nước không đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, nhất là lĩnh vực bất động sản, tài chính. Khi triển khai thực hiện các dự án tại khu đất 246 Hai Bà Trưng thành phố Hồ Chí Minh, Sapeco không bố trí được số tiền phải nộp để chuyển mục đích sử dụng đất là 1.236 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Vũ Huy Hoàng vẫn quyết định cho đầu tư dự án và đã không chấp hành các nghị quyết của chính phủ. Từ năm 2012 đến năm 2016, ông Vũ Huy Hoàng đã chỉ đạo bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, và bị cáo Phan Chí Dũng có các văn bản chỉ đạo các cán bộ tại Sapeco dùng quyền sử dụng đất tại số 246 Hai Bà Trưng và tiền của Sapeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân thành lập Sapeco Pier để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản. Sau khi góp vốn và Sapeco đứng ra thực hiện xong các thủ tục pháp lý cho dự án, ông Vũ Huy Hoàng không chỉ đạo Sapeco thực hiện các dự án đã được phê duyệt mà chỉ đạo thoái toàn bộ vốn góp, chuyển nhượng vốn của Sapeco tại Sapeco Pin cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh để hoàn tất việc chuyển quyền quản lý sử dụng khu đất nêu trên là tài sản nhà nước sang tài sản tư nhân trái pháp luật. Điều này đã gây thiệt hại và thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng. Và đại diện Viện Kiểm sát đã đánh giá bị cáo Vũ Huy Hoàng có nhiều tình tiết giảm nhẹ và mắc bệnh nặng. Tuy nhiên, bị cáo giữ vai trò chính với hành vi có tính chất quyết định gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải chịu hình phạt cao hơn các bị cáo khác là từ 10 đến 11 năm tù. Vụ án thứ hai là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tề Chí Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sadeco và các đồng phạm liên quan đến vụ án bán 9 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim, gây thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại cho vốn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là 485 tỷ đồng, vốn Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là 184 tỷ đồng, các cổ đông khác là 433 tỷ đồng. Ông Tất Thành Cang và đồng phạm có sai phạm trong chuyển nhượng dự án khu dân cư Phước Kiển diện tích 32 hectare ở huyện Nhà Bè và dự án đất khu dân cư ven sông quận 7 từ công ty Tân Thuận cho công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thất thoát tổng cộng 248 tỷ đồng. Các bị can nguyên là cán bộ công ty xây dựng Tân Thuận đã có hành vi tổ chức và thực hiện không đúng quy định về xây dựng giá, dẫn đến giá trị chuyển nhượng phần đất đã đền bù không đảm bảo nguyên tắc của thị trường, công khai, minh bạch. Vụ án thứ ba, Phan Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm, gây thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng liên quan đến những sai phạm tại thành phố Đà Nẵng. Xét xử hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng và Phan Anh Vũ, tức
Vũ Nhôm vì làm bốc hơi hơn 22.000 tỷ đồng được dư luận đặc biệt quan tâm tại thời điểm đó. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội đã tuyên phạt hai nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến tổng cộng 27 năm tù bị bắt và giam ngay tại tòa. Theo hội đồng xét xử, có đủ cơ sở để xác định trong thời gian dài Phan Văn Anh Vũ trực tiếp hoặc thông qua các công ty của Vũ lợi dụng chủ trương trái pháp luật tại các văn bản pháp lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để thâu tóm thị trường bất động sản. Các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến đã ban hành các chủ trương trái quy định để tạo điều kiện cho Vũ và công ty của Vũ mua hoặc chuyển nhượng các dự án nhà đất công sản không qua đấu giá. Từ thời điểm xảy ra vụ án cho đến khi bị khởi tố, các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng. Từ những sai phạm của các cựu quan chức nêu trên, các quan tham và một số cán bộ có liên quan, qua đó chúng ta cũng rút ra được những bài học về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, công sản còn nhiều kẽ hở để xảy ra tham nhũng, thất thoát và lãng phí liên quan đến các vấn đề về quản lý và sử dụng đất đai. Khi phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho biết, Trung ương cho rằng thể chế chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có chính sách phù hợp đối với đối tượng và loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất nguồn lực tài nguyên đất đai, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ đất, sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí, tham nhũng tiêu cực, gây khiếu kiện bức xúc trong nhân dân, cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao những vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hay tranh chấp về đất đai.